Được rồi cả lớp, các em lên cân đo theo số thứ tự nha. Dạ. Yeah. Các em nhớ là phải bỏ giày ra trước khi lên cân được không? Dương Sớt năm nay so với năm ngoái cao hơn tới 2 cm. Còn Sơn Hun cao hơn năm ngoái tới 3 cm. Hãy cùng nhảy với mình. Chadu à, em đứng im cho cô xem cái. Sao em lại thấp hơn năm ngoái vậy kìa? Chadu, bây giờ bà đứng thẳng lên xem, sao lại lùn hơn năm ngoái vậy ta? Chết sắp à? Bạn đi cao ngược hả? Nè Đôn Đôn à, sao bạn lại tự ý đổi chỗ vậy? Cô giáo đã nói là phải đứng theo số thứ tự rồi mà. Không sao, mấy bạn khác có thể lên trước mình cũng được mà. Đôn Đôn, chúng ta phải làm đúng theo số thứ tự chứ. Em mau quay về vị trí đi. Dạ thưa cô giáo. Nghe nói có một bạn lớp bên cạnh nặng 57 kg, không biết là ai sẽ nặng hơn đây. Mình nghĩ bạn trong lớp chúng ta sẽ nặng hơn. Bao nhiêu ký đây? Cái gì vậy trời? Một chân mà đã 30 kg rồi. Minchi à, em che như vậy làm sao cô nhìn thấy số? Dạ thưa cô, mình em nhìn thấy là được rồi. Hả, vậy sao? Minchi à, gì vậy? Đây là điểm nhấn hôm nay mà. Bạn hãy mau xuống đi. Được rồi, được rồi. Như vậy không vô chút nào hết. Các em giữ trật tự, mời bạn tiếp theo nào. Minchi à. Các em hãy chú ý. Từ ngày hôm nay, các em sẽ chuẩn bị cho buổi trình diễn tài năng của trường. Các bạn nữ sẽ được quyền lựa chọn một bạn nhảy cùng với mình. Cô sẽ viết sẵn tên của các bạn nam lên trên này. Các em sẽ lên đây và mỗi người chọn một tờ. Bạn nhảy với ai vậy? Ai sẽ bốc trúng mình đây? Không, không thể như vậy được. Tại sao lại như vậy chứ? Là Sơn Hôn sao? Không biết đâu. Bạn làm gì mà khóc dữ à? Nếu người chọn mình không thích mình thì sao? Chắc là không có chuyện đó đâu. Có thể mình chia sẻ. Chắc chắn không ai muốn làm bạn nhảy với mình rồi. Chào bạn. Không được. Đúng rồi, mình không thể tiếp tục như vậy được. Mày sẽ làm tốt thôi cho Chadu. Nè Đôn Đôn à, hôm nay mình đá banh ở đâu vậy hả? Ở công viên có đúng không? Hôm nay mình có việc cần phải làm rồi. Gì vậy chứ? Bạn chính là người rủ chơi trước mà. Mình xin lỗi, mình phải đi trước đây.
Đã cài được rồi. Mặt vừa y lương, giờ mình đã ốm hơn rồi. Có vẻ giảm nhiều hơn mình nghĩ. Cũng được lắm. Là ai vậy? Hả? Minchi à, mình đến chắc làm bạn bất ngờ lắm. Anh bạn đến có chuyện gì nhá? Minchi, mình muốn làm người bạn nhảy của bạn. Hãy làm bạn nhảy với mình nha. À, bạn nói cái gì? Trước giờ mình thật sự không biết rằng bạn rất xinh đẹp và còn tốt bụng như vậy nữa. Sao bạn lại như vậy? Mình không thể quên được những gì bạn đã làm về mình trong bài kiểm tra thể chất. Với mình điều đó thật sự là một khoảnh khắc khó quên. Nhưng đó là việc bạn bè cần phải giúp đỡ nhau mà. Mình tin là bạn sẽ không suy nghĩ thêm gì khác nữa đúng không? Vì vậy hôm nay mình mới đến nhà của bạn để muốn thân với bạn hơn nữa. Nè. Hả? Xin lỗi Đơn à. Thế bạn là bạn tốt của mình. Vậy sau này mình cũng muốn làm bạn với bạn như những bạn khác thôi. Không cần. Mình không cần bạn trả lời mình ngay đâu. Hãy từ từ suy nghĩ rồi trả lời cũng được. À không. Mình thật sự xin lỗi. Mình không thể nào nhận bó hoa này. Vậy có phải vì mình quá mập không? Bạn nói cái gì vậy? Thì ra một người bạn mập thì được, còn nếu như là người bạn trai mập thì không thể được. Bạn đừng có hiểu lầm ý của mình, chỉ là Minchi à, sao bạn lại không tập luyện nữa? Đôn à, bạn tới nhà Minchi làm gì vậy? Sao bạn lại ăn mặc như vậy hả? Bây giờ mình phải quay vào tập nhảy với San Hô rồi, xin lỗi nha. Mình đã hiểu rồi, mình xin lỗi vì đã làm phiền bạn. Mình thật là xin lỗi. Đơn à. Bạn ấy bị sao vậy ta? Ông chuyện này thiệt là kỳ lạ. Từ trước tới giờ Đôn chưa bao giờ nghỉ học liền mấy ngày như vậy. Không lẽ đã xảy ra chuyện gì? Hay là bạn ấy bị bệnh? Mình đã gọi điện tới nhà Đôn nhưng mà không thấy bạn ấy nghe máy. Các bạn không biết gì sao? Mình nghe ở phòng giáo vụ nói là Đôn sắp chuyển đi rồi và đến ở một nơi rất xa. Đôn sắp sửa chuyển trời rồi sao? Là ai vậy? À, thưa cô, con là Minchi đây. Bạn Đôn có ở nhà không vậy cô? Minchi à, bạn đến nhà mình có chuyện gì vậy? Đôn à, nếu như mình là người bạn nhảy của bạn thì mọi chuyện sẽ lại bình thường đúng không? Hả? Mình không muốn bạn chuyển trường khác, lý do chính là vì mình đâu. Từ bây giờ chúng ta hãy thử thân thiết với nhau hơn đi. Bạn nói thiệt hả? Có thiệt không vậy? Mình cảm ơn bạn nhiều, cảm ơn bạn nhiều lắm. Các em hãy đi thành hàng một nha. Hôm nay là buổi tập cuối cùng cho tiết mục văn nghệ của trường. Cô cha đâu, cố tình phải không? Cố tình gì chứ, mình chỉ vô ý thôi. Một, hai, một, hai. Đơn à, bạn làm sao hết động tác rồi? Không sao mà, không sao mà. Hãy nhìn các bạn khác kìa. Mình cảm thấy không ổn lắm. Tiếp theo. Minchi. Minchi à. Lại rối nữa rồi, chán ghê. Minchi à, bạn có thể giúp mình chải tóc được không? Không được mà. Bạn nói đúng cha đu. Mình thật sự không thể chịu đựng được nữa. Không thể được. Mình không thể chịu đựng nữa. Gặp bạn sau nha. Được rồi, gặp lại sau nha. Mình rất muốn mua tặng cho bạn một món đồ gì đó. Mình xin lỗi bạn vì sai lầm vừa rồi nha.
Mình muốn gặp bạn cũng để nói về việc đó đó. Vậy sao? Thật là hay quá. Vừa đúng lúc mình có chuyện muốn nói với bạn nè. Bạn ăn đi. Cảm ơn, mình không ăn đâu. Don Don à, mấy ngày vừa qua mình đã cố gắng thân thiết hơn với bạn. Mình thấy bạn thật sự là một người bạn dễ thương và tốt bụng nữa. Cái gì chứ, không có, mình đã giúp được chuyện gì cho bạn đâu. Không đâu, càng chơi thân với nhau thì mình càng nhận ra bạn rất là tốt bụng. Và điều mình muốn nói là... Trời đất ơi. Ủa? Không phải bạn định nói là bạn thích mình đó chứ. Hả? Minchi à, bây giờ mình cũng có điều này muốn nói với bạn nè. Xin lỗi nha, Minchi. Chúng ta chia tay đi. Dù vậy đi nữa thì bạn cũng không phải là mẫu bạn gái của mình. Cái gì chứ? Cũng là do mình quá hấp tấp. Thôi, bây giờ mình phải đi học lớp phụ đạo đây. Hẹn gặp lại ở trường nha. Nhiều rau mới khỏe mạnh được. Ăn uống thì phải cân bằng chứ. Con không thích mùi vị của chốt. Con chỉ ăn những món mình thích mà thôi. Minchi à, mình nghĩ bụng mình sắp sửa bị nổ tung rồi đó. Bạn ráng lên đi. Chúng ta đừng nè, cha đu. Có giỏi thì bắt mình đi. Hơn rồi. Minchi à, bạn vẫn còn ở ngoài đó chứ? Đương nhiên mình ở ngay đây. Ôi, bạn đúng là một người bạn rất là tốt, nhưng mà không có mùi gì đâu đúng không? Không có mùi gì hết. Hôm nay mình không được học tiết thể dục mà cả lớp còn được chơi bóng đá, mệt quá đời. Dạ thưa cô, tiền đóng học phí của em bị mất rồi. Hả? Em nói sao? Tiền học phí bỏ vào một phong bì và để trong cuốn sách toán của em, nhưng hiện giờ cuốn sách toán đã bị mất rồi. Em đã kiểm tra kỹ lại chưa? Dạ rồi, em đã để nó ở đây từ đầu giờ học, nhưng sau giờ thể dục nó đã biến mất tiêu luôn. Ai đã lấy được chứ? Ai lấy gì trời? Được rồi, cả lớp im lặng đi nào. Những ai đã ở lại trong lớp vào giờ thể dục đứng lên cho cô. Hả? Như vậy nghĩa là sao? Nghĩa là có tới 6 em có thể là thủ phạm. Bây giờ cô muốn 6 bạn này hãy xuống cuối lớp đứng liền cho cô. Nhưng mà thưa cô, không phải là em đâu. Em thật sự không hề rời khỏi chỗ của mình trong suốt giờ tập thể dục đó cô ạ. Cô phải tin em. Theo cô biết thì với một học sinh luôn yêu thích giờ thể dục giống như em thì làm sao bỏ học được chứ. Thưa cô, thưa cô. Dạ thưa cô, vì sáng nay trên đưa ăn hơn 100 miếng thịt chiên nên bị đau bụng và tiêu chảy đó. Cái gì? Dạ không phải, do đầu của em bị đau á cô. Nhìn em có vẻ không giống như bị đau đầu. Cô muốn tất cả các em quỳ ở cuối lớp đến khi hết giờ học có được không? Thực sự không phải là mình mà. Là ai lấy? Mau khai ra đi, nhanh lên. Tại sao bạn không thể trả lời khi cô hỏi lý do bạn không đi ra ngoài học giờ thể dục chứ? Bạn buộc tội mình đó hả? Bạn nghe đây, thủ phạm thật sự chính là người luôn muốn bắt tội người khác nhiều nhất, bạn hiểu không? Bạn nghe được điều trẻ con đó đâu vậy hả? Bạn nghĩ có ai tin lời bạn nói hay không? Mình biết rồi. Mình thấy thật kỳ lạ khi từ đầu bạn đã nói lắp. Và bạn là người yêu thích giờ thể dục nhất. Tên trộm xấu xa.
Nghi phạm đầu tiên là Đôn Đôn. Bạn ấy nói nhà mình giàu có, nhưng mà mình không tin. Hả? Bạn vừa nói cái gì nhở? Mình cần phải tìm ra thủ phạm thật sự. Mình không thể nào chấp nhận mang tiếng quan vì tên trộm xấu xa đó được. Tôi dám nói mỗi bạn viết một lá thư vì vậy mình đoán nó sẽ được tiết lộ vào ngày mai. Mình nghi ngờ điều đó vì ai cũng giả vờ vô tội suốt ngày hôm nay. Mấy bạn khác có thể đã đánh cắp học phí và giấu ở nơi nào khác thì sao? Nếu nói như vậy, không lẽ bạn nghi ngờ tất cả mọi người hay sao hả? Không phải. Ý mình chỉ là một vài nghi phạm thôi. Mình nhớ ra một chuyện. Mình thấy thật kỳ lạ khi Jaehyun đột nhiên xuất hiện và sau đó lại bỏ đi. Cái gì? Là Jaehyun? Bạn ấy xuất hiện rồi bỏ đi hả? Bạn ấy dội vàng bỏ đi và nói là bạn ấy thấy không khỏe đó. Bạn ấy đã chạy xung quanh mình khi mình đang nằm gục ở trên bàn. Đúng là một kẻ nói dối. Jaehyun đã đi đâu rồi? Trốn rồi hay sao? Đúng vậy, bạn ấy đã lao đi sau khi tan học. Nè, bắn. Thì thấy rồi. Bạn ấy thường chỉ xem những bạn khác chơi thôi. Nhưng hôm nay bạn ấy lại có tiền để tự chơi. Nhưng mà Shadow à, sao bạn lại mang theo con chó này vậy? Quên giới thiệu với bạn, nó là Jingu. Nó là của chủ cửa hàng gạo đó. Nó từng là một con chó an ninh ở sân bay. Thật hả? Ông chủ cửa hàng gạo nói rằng ông ta chưa từng thấy một con chó nào giống như là nó. Minchi à, bạn có tiền không? Bạn cho mình mượn 1.000 won có được không? Tiền đi nè. Jingu à, đây là mùi của tiền đó. Mày làm cái gì vậy hả? Đứng lại đây. Shadow à, bạn không sao chứ? Có thoát ra được không? Nè Shadow à, hãy nhìn kia. Shadow à, chúng ta về nhà mình rửa mặt đi nha. Không được, mình không thể dừng lại ngay lúc này. Mình cần phải bảo vệ danh tiếng của mình. Coi chừng mất dấu bạn ấy bây giờ mà đuổi theo đi. Mình không thích cái cách mà bạn ấy nhìn lại phía sau đầy vẻ nghi ngờ như vậy. Chúng ta cần phải cải trang để không quá nổi bật. Có vẻ được rồi đó, giống như là 007 ha. Ủa, cái gì đây? Rõ ràng là bạn ấy đã bỏ lại cái gì đó. Đây là một manh mối rất quan trọng. Bạn ấy không thể lãng phí một quả chuối đắt tiền như vậy được. Nếu như bạn ấy có nhiều tiền thì bạn ấy đã không lấy trộm tiền học phí của bạn Cho Yon. Minchi à, cất nó đi. Được rồi, bây giờ mình sẽ cất trong cặp của mình. Mình rất là muốn ăn nó. Đợi con một chút. Bạn ấy lấy thứ gì đó trong túi quần kia. Bạn có thấy là gì không? Mình thấy bạn ấy đang lấy khỏi túi quần. Dạ đây ạ. Đó chính là cái phong bì đựng tiền. Mau bắt bạn ấy lại đi. Khoan đã, đợi mình với Shadow à. Cái gì vậy? Jaehyun, bạn còn muốn chạy nữa hay không? Nè Jaehyun, bạn nói cái gì vậy? Mình đâu có làm cái gì sai đâu. Bạn coi bạn kìa, bạn còn giả vờ vô tội nữa hả? Số tiền đang ở trước mặt đây nè. Sao chứ, bạn còn chưa chịu thừa nhận nữa hả? Bằng chứng chính là đây rồi. Tiền tiêu vặt của Jaehyun. Đúng vậy, bạn nghĩ mình là người đã lén ly trộm tiền rồi đổ thừa cho bạn đó hả Shadow? Xin lỗi nha, mình đã nói với Shadow ngay từ đầu rồi.
Mình nghĩ là bạn muốn mình gặp rắc rối để chọc ghẹo mình thôi à. Bạn nghĩ đổ thừa cho người ta là chuyện vui hả? Bạn đang biến mình thành người xấu đó. Nghiêm túc lại đi Chadu. Không phải vậy đâu. Cũng như mình nói vậy thì khiến cho Chadu hiểu làm bạn mà thôi. Không phải đâu Minchi à. Mình chính là người đã nghi ngờ bạn ấy ngay lúc đó. Và mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây. Sau khi nghe những gì bạn nói, mình xin lỗi. Mình sẽ lấy cho bạn một cái phong bì mới nha. Không cần đâu, mình sẽ cất chỗ khác sau khi về nhà. Thôi mà, mình sẽ lấy cho bạn một cái phong bì thơm màu hồng, có chịu không? Không được, màu hồng là của con gái. Có lẽ màu đỏ sẽ tốt hơn. Cái con chó ngốc nghếch kia. Cơm trưa đây. Mẹ ơi, con đói bụng. Ở đây họ không có cho ăn đầy đủ. Im lặng đi, còn khóc cái gì chứ. Ăn trộm thì phải chịu phạt. Con không có lấy mà. Cái gì vậy? Chỉ là giấc mơ thôi. Nói cho mẹ biết con làm cái gì mà ngày nào cũng đi ra bên ngoài chơi hết vậy. Con có biết là mấy giờ rồi hay không? Bộ con không đi học hay sao? Mẹ để con suy nghĩ có được không? Không tìm được thủ phạm, con không thể nào đi học được. Không thể nào tới lớp được. Được rồi, các em hãy tập trung và im lặng nào. Sáu em cô yêu cầu về nhà viết thư. Hãy cầm bức thư đó lên đây, đứng trước cả lớp nào. Dạ thưa cô, bạn Chadu vẫn chưa tới lớp. Cái gì? Hôm nay Chadu vẫn chưa tới lớp? Em ấy không có xin phép cô nghỉ học. Chadu không phải là người như vậy đâu mà. Mình thật sự muốn phá bạn khi mình đang ngồi học. Xin lỗi bạn nha bạn học. Đứng ở đây nhìn bạn, mình thật sự muốn ngồi với bạn hoài luôn. Còn Minchi nữa, bạn thực sự là người bạn tốt nhất trên đời. Dạ thưa cô, vậy chuyện gì sẽ xảy ra với số tiền của em? Cô chưa biết tính sao. Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra trong lớp. Giờ học bắt đầu lâu lắm rồi. Sao em không vào lớp mà còn đứng ở đó nữa hả? Dạ em muốn trả sách lại cho bạn Cho Yon thưa cô. Cảm ơn bạn hôm qua đã cho mình mượn sách. Lẽ ra mình nên trả bạn sớm hơn, xin lỗi. Không có sao đâu. Mình cho bạn mượn sách mà quên mất tiêu luôn. Hộp đựng bút của mình. Tại sao cuốn nhật ký của mình lại bị mở ra? Hãy tôn trọng quyền riêng tư. Con muốn nói chuyện với mẹ. Có phải là mẹ đã đọc nhật ký của con rồi đúng không? Ủa con vẫn viết nhật ký mỗi ngày hả con? Ôi trời ơi, sao con không viết vào những ngày không có bài tập về nhà? Vậy là mẹ không đọc nó có đúng không? Tại sao con cứ quấy rầy trong khi mẹ đang rất cố gắng rửa cho xong đống chén dĩa này hả? Vậy thôi, không quấy rầy mẹ nữa. Thưa mẹ con đi học. Được rồi, hãy coi chừng xe đó. Vào ngày 17 tháng 5 thật trong xanh, nhưng tôi lại không may mắn. Nó không may mắn bởi vì tôi đã để cuốn sổ ghi chép của mình ở trên lớp và quên không mang nó về nhà. Thật là xui xẻo. Ây da, đau quá đi, là cái
chân bạn sẽ bị nhiễm trùng nếu bạn lấy tay sờ vào nó. Cảm ơn bạn. Không cần cảm ơn mình đâu. Lúc nào mình cũng có mang theo băng cá nhân bên mình mà. Nè, vì mình hay bị thương lắm. Trời ơi, cha Đu bị thương hả? Sơn Min là lớp phó của lớp bên cạnh. Bạn ấy khá cao và rất dễ nhìn. Nhìn giống như là nam diễn viên rất thân thiện. Và mình nghe được hình như ba mẹ của bạn ấy là bác sĩ. Ba mẹ là bác sĩ. Mình nghĩ bạn ấy thật sự rất là tốt. Nhất định vào ngày mai mình sẽ đi gặp để cảm ơn bạn ấy. Ôi trời đất ơi, hôm nay cha Đu bẩn gì vậy ta? Mình không nghĩ là nó có thời gian để gội đầu đâu. Trời ơi, con cái nhỏ của tôi. Trời ơi, tự nhiên khát nước quá. Khát nước quá. Nước đâu? Nóng quá trời à. Xong chưa cha Đu? Nhanh lên, nhanh lên. Ngày hôm nay con có muốn mẹ tết tóc một bên cho con hay không hả con? À, mẹ ơi, con sắp trễ giờ rồi, không có thời gian đâu. À, được, được, được. À, khoan đã cho mẹ một chút nha. Con sẽ nhìn đẹp hơn nếu như con mang đôi giày búp bê màu hồng này. Nếu con muốn gây ấn tượng tốt cho Sơn Minh thì con phải... Mẹ à, mẹ đã đọc những gì rồi? Sao mẹ biết tới Sơn Minh? Ủa, Sơn Minh, Sơn Minh là ai? Sơn Minh là ai vậy ta? Mẹ không biết. Đúng là con đã đoán không sai mà. Con đã cảm thấy hơi kỳ lạ khi học bàn của con tự nhiên mở ra. Con thật là sơ ý khi để nó ở trong ngăn bàn của mình. Ôi trời ơi, có chuyện gì với con vậy hả? Mẹ có làm gì đâu mà con lại la lớn tiếng như vậy. Chúng ta sẽ nói lại chuyện này sau khi con đi học về. Mẹ lén đọc nhật ký của con làm con không vui chút nào. Rồi nó sẽ biết mình làm tất cả như vậy vì nó. Cha Đu à, bạn có muốn đi đến phòng vệ sinh không? Ừ, cũng được. Thiệt là thoải mái quá. Sao cặp của mình lại mở ra? Có chuyện gì vậy hả cha Đu? Mất rồi, nhật ký của mình bị mất rồi. Rõ ràng là mình đã bỏ vào trong cặp mà. Vậy là tiêu rồi. Ngày 18 tháng 5 trời thật nhiều mây. Sau khi chờ đợi thì cuối cùng mình cũng đã đi tìm Sơn Min. Và rồi mình cũng đã nhìn thấy Sơn Min khi bạn ấy đang rửa tay sau giờ ăn trưa. Ủa, bạn đứng ở đây từ hồi nào vậy? Sơn Min à, mình cảm ơn bạn về ngày hôm qua nha. Nhờ có bạn mà chân của mình không bị nhiễm trùng và nó cũng không còn đau nữa. Sơn Min à, bạn đã rửa tay chưa vậy? Bạn lại quên đem khăn phải không? Cảm ơn nha. Mà hình như bạn tên là Cha Đu, có đúng không? Bạn vừa mới nói gì vậy? Mình không nghe rõ gì hết. Không có gì hết, mình chỉ muốn cảm ơn bạn chuyện hôm qua thôi. Minchi đang đi tìm bạn ở khắp nơi luôn đó. Sao bạn lại lang thang ở đây mà không vào lớp? Mẹ, mình không có đi lang thang à nha. Mình đã quên không rửa mặt vào buổi sáng rồi. Sơn Min à, chúng ta vào lớp thôi. Mà cô bé đó là ai vậy hả? Tôi được nghe kể là ba mẹ của Sơn Min và Trang Mi đã là bạn rất thân từ thời còn thơ ấu. Và họ có ý định cho con của họ kết hôn với nhau trong tương lai. Công nhận Trang Mi rất là xinh đẹp, nhưng mà bạn ấy có tính cách rất kiêu ngạo. Mình không biết Sơn Min có thích bạn ấy hay không. Ôi con ơi, đừng có ngốc như vậy, không được bỏ cuộc mà. Ôi trời ơi, con sẽ không tha thứ cho mẹ đâu. Tại sao mẹ lại có thể xâm phạm quyền riêng tư của con như vậy? Xâm phạm quyền riêng tư gì chứ, là do con không bảo vệ được nó thôi. Cái gì chứ, sao mẹ lại nói như vậy? Được rồi, con không phải là nạn nhân duy nhất ở đây. Thôi được rồi, con đem cất cuốn nhật ký đi. Cất đi, cất đi, cất đi, cất đi. Chắc là Cha Đu đã đến trường đi học rồi. Ở đây, và có thể là ở đây. Thôi được rồi. Có vẻ như là mình không thể nào tìm thấy nó được nữa. Cha Đu đã giấu nó ở đâu vậy chứ? Hả? Không thể nào. Đây rồi. Ôi trời ơi, để xem chuyện gì đã diễn ra. Gì hả? Đây là sổ của mình mà. Trời, Cha Đu, còn dám vẽ hình vào đây. Ủa? Có khi nào Cha Đu đang giấu nó ở đó hay không?
chuyện gì đã xảy ra tiếp theo? Ngày 19 tháng 5, trời rất mát mẻ. Tôi đã đi về nhà một mình bởi vì Minchi có tiết học piano ngoài giờ. Ồ, chính là Sơn Min. Bạn ấy thật là khỏe và thân hình rất rắn chắc. Ủa, bạn ở đó từ hồi nào vậy? Mình chỉ là vô tình đi ngang qua thôi. Bạn có muốn thử không nè? Không cần đâu. Mình không giỏi mấy trò này. Mình còn một lượt chơi nữa, bạn hãy thử đi. Trò này vui lắm. Thôi, không cần thử đâu. Không thể kiểm soát được cơ thể của mình. Hãy thử coi. Ôi trời đất ơi, mình thật sự không giỏi mấy trò này đâu. Bạn vui tính thiệt á. Dáng của bạn đẹp lắm. Ê, ôi trời ơi, mình sắp có chuyện không hay rồi. Nè Sơn Min. Ủa, bạn đang làm gì ở đây vậy hả? Mình đã đi tìm bạn ở khắp nơi đó. Bạn quên hôm nay là sinh nhật của mình sao? Gia đình mình đang đợi bạn tới giữ tiền kìa. Còn bạn nữa, sao bữa nay lại đến đây vậy hả? Nè Chadu, mình không muốn thấy bạn ở gần Sơn Min của mình đâu. Nè, bạn nói gì vậy hả? Mình chỉ vô tình gặp bạn ấy khi đi ngang qua đây thôi à. Vậy thì tại sao bạn không tiếp tục đi hả? Mau đi thôi, mọi người đang đợi chúng ta trở về nhà để thổi nến đó. Mình đã tặng quà cho bạn rồi, tại sao mình phải tới dự tiệc sinh nhật của bạn nữa? Bạn vừa nói gì? Hôm nay bạn hãy tự thổi nến đi nha, mình muốn được ở một mình thôi. Có phải vì bạn ấy không? Bạn nói gì? Có phải vì bạn ấy không? Gần đây bạn có nhiều biểu hiện rất kỳ lạ. Mình nói vậy có gì sai sao? Nếu là mình sẽ thừa nhận làm vậy là không đúng. Thôi được rồi, mình sẽ nói bạn biết. Người mà mình thích chính là... Người mình thích chính là... Ôi trời ơi, gì vậy chứ? Tại sao lại kết thúc ở đây? Chà Đu đã sai sao? Vì sao? Ôi trời ơi, tò mò quá đi. Được rồi, nếu như cứ cố tình làm như vậy thì hãy cứ chờ mà xem. Được rồi, mẹ sẽ chấp nhận thử thách cuối cùng của con. Con dám làm như vậy hả? Dù gì thì mẹ vẫn có thể vượt qua được mà con. Mình không thể nào dễ dàng bỏ cuộc như vậy được. Trời cha đu, mẹ đã xong rồi. Hả? Thật xin lỗi, nhưng mẹ không thể bị trúng nữa đâu. Để mẹ xem cuối cùng thì anh chàng lớp phó đã lựa chọn ai đây. Thôi được rồi, mình sẽ nói bạn biết. Người mà mình thích chính là... Không ai khác, đó chính là mẹ của mình. Mẹ. Cha Đu. Tiếp theo nhân 4 rồi hả? Con mới là người phải xin lỗi. Giờ mình làm gì nè? Các bạn chờ mình một chút. Các bạn muốn đến nhà mình chơi không? Sao vậy hả? Bộ nhà bạn có gì vui lắm hả? À, hôm qua mình mới được ba mua cho một trò chơi mới đó. Trà Đu à, đã hứa cho một
một tiếng thôi đó nha. Được rồi, mình nhớ mà. Đô đô nè, hả? Bạn có chắc chắn là bánh kép sẽ làm xong trong vòng một tiếng không? Ồ, tất nhiên rồi. Khi tới nhà, mình sẽ nói mẹ mình làm liền. Nè, không cần phải làm vậy đâu. Theo như mình thấy á, bây giờ bạn hãy gọi điện về nhà, không phải sẽ nhanh hơn hay sao? Người ba mà chúng mình muốn. Ba ơi. Hả? Ờ. Người đàn ông lịch lãm đó chính là ba của Đôn Đôn sao? Không thể nào. Ba ơi. Đương nhiên là không phải rồi. Đôn Đôn của chúng ta đã về rồi sao? Dạ. Ba cũng về nhà rồi hả ba? À, ba để quên đồ ở nhà nên phải quay về lấy. Nhìn bạn ấy rất là tận tâm. Phải công nhận là Đôn Đôn và ba bạn ấy nhìn thật là tuyệt vì họ rất giống nhau. Hai con là bạn của Đôn Đôn đó hả? Dạ con chào ba. Được rồi, các con ở nhà chơi vui nha. Nè, đi mua bánh kẹo mời bạn của con ăn đi. Con cảm ơn ba. Tuyệt quá. Được rồi, chúng ta đi thôi. Dạ, thưa ông. Đơn đơn nè, ba của bạn đúng là tuyệt thiệt đó nha. Đúng vậy đó. Hồi nãy ba của bạn đã rút tiền ra và nói nè, mua bánh ăn đi. Ba của bạn là tuyệt vời nhất đó. Có gì đâu. Thôi, chúng ta vào nhà đi. Chờ chút đã, dừng lại. Đỡ nè. Chịu thua chưa? Đầu hàng đi. Còn lâu á. Tránh ra. Các con đợi lâu lắm rồi có phải không? Hả? Đây, bánh kếp có rồi nè. Các con ăn nhanh lên, không thôi nguội đó. Con cảm ơn mẹ. Chúng ta về thôi Minchi à. Sao sớm quá vậy? Nhưng Chadu vẫn chưa chơi game mà. Nhưng mà mình không có hứng thú chơi game ngày hôm nay nữa. Bạn làm sao vậy Chadu? Dù sao bạn cũng ăn bánh kếp đi đã chứ. Hết sạch rồi sao? Minchi à, bạn có thể ở lại rồi về sao? Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nha. Chadu ước gì ba của mình cũng có được công ty và xe hơi riêng. Như vậy thì ba sẽ kiếm được rất là nhiều tiền. Chadu à. Hả, là Dangi hả? Bạn làm gì ở đây vậy? Mình ở đây để giúp ba của mình. Giúp ba của bạn hả? Như vậy đây là xe bán. Đây là xe bán khoai lang nướng. Dangi thiệt là may mắn. Bạn ấy có thể thưởng thức món khoai lang nướng mỗi ngày luôn. Thì ra cô bé gái xinh đẹp này là bạn gái của con đó sao? Dạ con chào chú. Được rồi, chú chào cháu. Chờ chút cô bé gái xinh đẹp, chú sẽ lấy cho con mấy củ khoai lang nướng thật ngon nha. Tuyệt vời. Dạ không phải đâu. Bạn ấy không phải là bạn gái con, chỉ là bạn chung lớp thôi à. Hả? Không phải bạn gái của con sao? Nếu mà như vậy thì hình như là cho hơi nhiều rồi đó. Không được. Dangi à, hai đứa tụi mình thực sự chỉ là bạn học thôi sao? Nhưng mà ba ơi, ba không nên cho bạn ấy nhiều như vậy được. Thôi được rồi, con không nên keo kiệt với bạn bè như vậy con à. Nhất là với bạn gái của con. Ba ơi, con đã nói là không phải rồi. Đừng có chối nữa. Ba của Dangi đúng là hào phóng thiệt. Đây là của ba. Trời đất ơi, sao nhiều khoai lang vậy hả? Ba của bạn con bán khoai lang nướng,
và chú ấy đã cho con đó ba. Ôi trời ơi, thật là may mắn quá. Đúng lúc bà đang đói bụng, nhìn ngon thiệt. Đâu quá. Cho con ăn khoai nha. Cho con ăn nữa. Ba, ba không được ăn như vậy đâu. Trật tự đi. Người lớn nhất thì đương nhiên là phải được ăn nhiều nhất. Ba phải ăn hết củ ở trên tay đã. Trên đâu à? Minji hả? Tại sao bạn lại bỏ về trước như vậy chứ? Con xin chào chú. Chào con Minji hả? Lừa được con rồi. Là ba của bạn hài hước thiệt á. Mình thấy mắc cỡ muốn chết luôn á. Hài hước chỗ nào không biết nữa. Shadow à, ba ơi, con tưởng ba còn đang ở phòng học chứ. Ba định uống cà phê. Vậy các con có muốn uống cà cao hay không? Dạ. Anh nè, Minji à, là phòng học gì vậy? Phòng học á hả? Là nơi để ba mình đọc sách và nghiên cứu á. Hả? Ba của Minji còn đọc sách và nghiên cứu nữa? Sao vậy chứ? Còn ngày nghỉ của ba mình thì... Tiếp theo chương trình là vở kịch cổ điển. Vở kịch cho các nghệ sĩ kịch cổ tiếng biểu diễn. Vở kịch có tên là... Ơi ơi, thay vì lãng phí thời gian nằm ngủ như vậy, sao ông không chịu dạy đọc sách hay học thêm có phải tốt hơn hay không? Những việc đó khó lắm ai mà làm được. Viết một lá thư bí mật với táo và nước ép cam sao? Shadow à, đây là bài tập khoa học của ngày hôm nay đó, nghe thật là thú vị. Chuyện đó khó lắm ai mà làm được chứ. Cái gì? Mình vừa mới hành động y hệt như ba của mình luôn. Không được, không được, nó tuyệt đối không được. Nè, còn chờ gì nữa hả? Minji à, làm thôi. Được, mình biết rồi. Đây, mình đã chuẩn bị giấy và cọ vẽ rồi nè. Chadu à, bây giờ mình sẽ lau phần các quả táo ra. Còn bạn thì sẽ... Chadu à. Bạn đừng lo lắng quá, mình chỉ ăn có một trái thôi. Hình như là các con đang có một thí nghiệm rất thú vị phải không? Ba ơi, những thứ này là để viết lá thư bí mật đó ba. Nghe thật hấp dẫn. Còn ba của mình thì... Ba ơi, con có bài tập cần nhờ ba làm cùng với con nè. Nè Chà Đu à, hãy chui vào đây với ba, mau lên đi con. Dạ. Chuẩn bị. Gì vậy ba? Ba đã lừa con. Ba Minji khác hoàn toàn so với ba của mình. Để coi Minji của ba sẽ viết gì vào lá thư bí mật này. Ôi ba ơi, ba là con mắc cỡ quá. Chuyện gì vậy chứ? Để xem thử coi. Ôi trời ơi, con đã nói ba đừng đọc ba. Minji à, ba cũng yêu con nhiều lắm. Ôi trời ơi, cái chuyện gì đang xảy ra vậy chú? Trời đã tối rồi, con còn đi đâu vậy? Ở ngoài cũng lạnh nữa, đừng có đi. Nhưng mà mẹ ơi, con đã hứa với các bạn rồi mà, con phải đi. Thôi được rồi, con đi đi, nhớ đừng về trễ quá là được rồi. Ông giỡn mặt với tôi hả? Dạ, con sẽ về sớm. Shadow à. Dạ. Ba cũng muốn đi chơi chung với con có được không vậy? Dạ tuyệt đối là không được. Các bạn ơi, mình tới rồi nè. Bây giờ mới tới hả? Sao bạn tới trễ vậy? Các bạn đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi có đúng không? Vậy thì tốt lắm. Bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Nè mấy đứa nhóc kia. Là ba hả? Bà ơi, sao ba tới đây để làm gì vậy? Ba lo lắng vì con đi chơi trễ nên đã đi theo. Các con đang định làm gì vậy? Tuyệt quá.
Hả? Các con nghĩ mình đang làm gì đây? Ba ơi, thật sự ra là hôm nay là đêm trăng tròn đầu tiên của năm, cho nên các con ở đây chơi trò chơi truyền thống phải không? Bị phát hiện rồi. Tụi con hứa là sẽ chơi thiệt là cẩn thận, có được không hả ba? Tụi con hứa là sẽ chơi rất cẩn thận, rất cẩn thận luôn. Nghe tuyệt quá à, cho ba chơi với. Để làm thử coi có đúng vậy không hả? Ôi, nó gợi lại rất nhiều kỷ niệm. Với lại trò này khá là nguy hiểm, mấy đứa tốt nhất là nên có người lớn chơi cùng. Dạ. Shadow, công nhận ba bạn tuyệt vời thiệt đó nha. Hả? Đúng đó, mình ganh tị với bạn lắm Shadow à. Ba mình lúc nào cũng nói có nhiều việc bận rộn. Ba mình thì luôn nói phải đọc sách và nghiên cứu. Ba mình luôn than là mệt mỏi và chẳng bao giờ cùng chơi với mình hết. Thật vậy hả? Tụi mình ước gì có ba giống như bạn á. Nè mấy đứa, ở đó làm gì nữa? Qua đây đi, chú đang chơi vui lắm đây nè. Con cũng muốn thử. Đúng là như vậy thiệt. Con gái à? Trời, đã 7 giờ rồi sao? Thôi được rồi, thôi được rồi. Để coi. Nhân ái vô hình, tôi sẽ bảo vệ hòa bình cho thế giới. Mẹ mình là người ngoài hành tinh. Jen à, đã nói bạn phải cẩn thận, anh ta rất nguy hiểm đó. Tom, làm ơn đừng nói những điều như vậy nữa, có được không? Mình sẽ chứng minh cho bạn thấy. Đó là đặc tính của người ngoài hành tinh, di chuyển thật nhanh để tự bảo vệ chúng. Tom, hãy cứu mình. Không còn sự lựa chọn nào khác. Ta nhân danh sự hòa bình và tình yêu biến hình. Tom, mình thật xin lỗi vì mình đã không tin tưởng vào bạn. Không sao đâu Jen, nhưng mà bạn hãy luôn ghi nhớ thật kỹ, người ngoài hành tinh độc ác luôn ở xung quanh chúng ta, bọn chúng nhìn rất giống chúng ta. Tôi là siêu nhân nhân ái. Ai vậy hả? Ta sẽ không tha cho đâu. Chính là tôi, mẹ của bạn đây. Bạn làm ơn về phòng làm bài tập mau lên. Nhưng tại sao mẹ chỉ la có một mình con thôi vậy? Cả Barbie và Mimi cũng đều... Đâu mất tiêu rồi? Bây giờ con có chịu về phòng làm bài tập chưa? Con là chị lớn của các em, vì vậy nên làm một tấm gương tốt mới đúng chứ. Người ngoài hành tinh độc ác luôn ở xung quanh chúng ta, bọn chúng nhìn rất giống chúng ta. Đúng vậy, mình nhất định phải nhìn ra được ai là người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh hả? À, phải rồi, mình đã nhớ ra rồi. Nó ở đây. Cuốn tạp chí mà cậu đã mang tới khi ghé qua nhà mình chơi, mình nhớ là có một mẫu chuyện về người ngoài hành tinh ở trong đây mà. Đây rồi.
giống với người bình thường. Người ngoài hành tinh có những khả năng rất là đặc biệt. Và trong số những khả năng đặc biệt đó chính là họ có thể ẩn mình trong một hình dáng rất rõ ràng. Nếu như người ngoài hành tinh ẩn mình trong một hình dáng rõ ràng thì... À, thì ra là như vậy. Mình biết có một người giống như mô tả này. Được rồi các em, chúng ta bắt đầu tiết học ngày hôm nay nào. Nếu nghĩ tới việc đó thì Minji là người rất đáng ngờ trong hình dạng một cô bé học sinh tiểu học. Cố lên. Những khi các bạn khác đang chơi đùa thì Minji luôn có mặt. Cả lớp hãy nghe đây. Trong đợt kiểm tra cuối kỳ này, bạn Minji lại được điểm cao nhất. Hãy chúc mừng nào. Và bạn ấy luôn luôn học giỏi nhất ở trong lớp. Lại còn luôn đứng đầu lớp piano nữa. Môn vẽ cũng giỏi, bạn ấy giỏi mọi thứ. Sau khi nghĩ lại mọi chuyện thì Minji thật sự rất đáng ngờ. À, Shadow à. Hả? Bạn có muốn ăn bánh gạo cay không? Hôm nay mình sẽ mời bạn nha. Sao bạn ấy lại đề nghị mời mình ăn bánh gạo chứ? Hả? Không lẽ bạn ấy biết mình đang nghi ngờ về bạn ấy rồi sao? Nếu vậy, mình phải kiểm tra mới được. Đó là đặc tính của người ngoài hành tinh. Di chuyển thật nhanh để tự bảo vệ chúng. Shadow à, bạn làm cái gì vậy? Sao bạn không tránh đi chứ? Sao chứ? Bạn đổ nước bất ngờ thì làm sao mà mình tránh được? Nếu như bạn là người ngoài hành tinh thì chắc chắn là bạn phải tránh được. Hả? Người ngoài hành tinh. Thì ra là gì? Bạn nghĩ mình là người ngoài hành tinh hay sao chứ? Đúng vậy đó, bởi vì bạn giỏi tất cả mọi thứ mà. Shadow à, nhưng bạn giỏi các môn thể thao hơn mình rất nhiều mà. Người ngoài hành tinh rất là khỏe mạnh, nhưng mình thì lại yếu ớt hơn bạn rất là nhiều. Ha, đúng như vậy ha. Minji à, cho mình xin lỗi. Do mình háo hức tìm người ngoài hành tinh quá. Vậy bạn có tiếp tục tìm hay không? Đương nhiên rồi, nhất định mình sẽ tìm ra được một người. Chị ơi, ra ngoài ăn khoai lang đi chị. Nhưng mà chị mới ăn bánh gạo cay rồi, không ăn đâu. Nếu vậy, em ăn luôn phần của chị á. Thiệt là hay quá đi. Tuy nhìn Mimi nhỏ bé như vậy, nhưng mà Mimi rất là ham ăn. Hả? Đúng rồi, chính là Mimi. Điều đầu tiên, Mimi thật sự quá xinh đẹp để mà làm em gái thiệt của mình. Từ khi Mimi còn nhỏ xíu đã được rất nhiều người khen vì gương mặt xinh xắn của em ấy và được tất cả mọi người yêu mến. Nhìn cách em ấy ăn kìa, không người bình thường nào có thể ăn như vậy được. Được rồi, vậy thì mình sẽ thử kiểm tra xem. Cá thu mực và tất cả các hải sản tươi sống đều sẽ được giảm. Không vậy, giảm giá nữa hả? Giờ là cơ hội của mình. Trời ơi, cứ mi mi à. Tại sao em không chịu né đi? Chị ơi, sao chị làm vậy? Chị xin lỗi, vì chị nghĩ em né được. Đừng đây, em sẽ mét mẹ cho chị coi. Chị năn nỉ em đó Mimi à. Em đừng có mét mẹ mà. Chị hứa sẽ làm bất cứ thứ gì mà em muốn ha. Có được không? Chị nói thiệt không? Vậy chị làm hết cho em đi. Thật sự là em không biết làm bài tập này hả? Vậy chị không chịu làm chứ gì? Được thôi. Mẹ ơi, chị sẽ làm liền mà. Chỉ cần một phút là xong ngay thôi. Đúng rồi, Mimi ngốc nghếch như vậy làm sao là người ngoài hành tinh được chứ. Mẹ về rồi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Các con à, bữa tối ngày hôm nay chúng ta sẽ ăn cá thu chiên nha các con. Mẹ đã mua rất nhiều cá và hải sản nè. Chúng ta sẽ không phải lo về thức ăn trong vài ngày tới nữa rồi. Sao mẹ lại có thể khỏe như vậy được chứ? Đúng, mẹ thật sự rất là đáng ngờ. À.
một sức mạnh siêu nhiên. Mẹ thật sự nhanh kinh khủng luôn. Những thứ mà người khác không chú ý tới thì... Mẹ có một cặp mắt sắc bén và sức mạnh phi thường để mang chúng về nhà. Ôi trời ơi, hết sạch rồi. Và có một bao tử tốt tới nỗi không thể tin được. Mình nhất định cần phải kiểm tra. Yeah! Con đang tính làm gì mẹ vậy? Không sai, mẹ chính là người ngoài hành tinh rồi. Con đang nói nhảm cái gì vậy hả? Mau về phòng làm bài tập ngay đi. Mẹ ơi, không phải người ngoài hành tinh. Ngươi hãy mau hiện con người thật của ngươi ra đi. Hả? Con vừa mới nói cái gì đó cha đu. Mình đã đánh mình một trận luôn. Đúng vậy, mẹ bạn thật sự rất nhanh nhẹn khi làm những việc ở trong nhà. Và đối với mình thì bác ấy thật sự là một người rất là khỏe mạnh đó. Thiệt hả? Mình nghĩ những người mẹ trên thế giới này đều có một sức mạnh siêu nhiên giống như người ngoài hành tinh vậy. Hả? Để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Con đã nói chuyện điện thoại nãy giờ bao lâu rồi hả? Đi ngủ mau lên. Thôi mình đi ngủ đây Minchi à. Mẹ mình nổi giận rồi. Ngủ ngon nha Minchi. Tạm biệt, hẹn ngày mai gặp lại. Ủa? Mình đã hiểu rồi, người ngoài hành tinh chỉ xuất hiện ở trên tivi mà thôi. Để cô xem. Yun Seok nè, Don Don nè, Min Chi, và còn có Cha Du nữa. Đừng mà. Được rồi, những bạn cô vừa đọc tên vui lòng mang một trong những cây ở đây về nhà và chăm sóc suốt kỳ nghỉ. Chúc các em có một kỳ nghỉ vui vẻ nha. Welcome. À, kỳ nghỉ hè. Tại sao lại là mình chứ? Thiệt là phiền phức. Chà, cây mình nhận được là thảo mộc. Nghe nói cái này có thể ăn được đúng không? Cũng hay là cái cây của mình nhỏ xíu à. Minchi à, sao bạn có thể nói như vậy trước mặt của mình chứ? Bây giờ mình phải làm gì với nó đây? Mà cũng không biết ai lại mang cái cây bự như vậy tới lớp nữa. Cái cây đó là do mình mang lên. Hả? Nó được gọi là hoa màng màng. Để có thể chăm sóc được nó thì phải rất tỉ mỉ và tinh tế. Chadu à, làm khó bạn rồi. Anh thôi à, bạn nói câu đó có nghĩa là gì hả? Thỉnh thoảng mình sẽ ghé qua để kiểm tra xem cây còn sống tốt hay không đó nha. Được rồi, chào bạn, chúc bạn nghỉ hè vui vẻ. Các bạn cũng nghĩ là mình không tỉ mỉ và tinh tế hả? Tại sao lại không trả lời mình? Nghỉ hè vui vẻ nha, tạm biệt. Tụ trường gặp lại nha. Cuối cùng cũng được nghỉ hè rồi. Mình nhất định phải chơi hết mình mới được. Chán quá đi, chán quá. Chán quá đi à. Phải làm sao đây? Nghỉ hè mà không có gì để làm thiệt là chán. Hả? Alo, cha Đô nghe. À, cha Đô hả? Anh Huy nè, mình gọi để kiểm tra cây hoa màng màng của mình thôi mà. Nè, hôm nay là ngày đầu tiên mình mới mang cái cây về thôi nên nó còn tốt lắm. Cúp máy đi. Bạn ấy khiến cho mình khó chịu quá đi vậy.
mùi gì đâu mà kỳ cục. Phong cảnh ở đây rất... Jenna, tôi muốn nói dưới tên công lý. Mẹ ơi, làm sao để chăm sóc cho một cây hoa? Một cái cây phải nhận được nhiều ánh nắng mặt trời và phải chịu đựng mưa gió thì mới có thể phát triển. Thì không hả mẹ? Vậy con nên mang cái cây này ra ngoài để hả? Con cứ làm như vậy đi, thiên nhiên sẽ giúp cho hoa nở và cây cối tự do phát triển thôi hà. À, thì ra là như vậy. Mình sẽ để cho nó được tự do phát triển. Không được đi chơi cái gì hết á. Trời ơi, à, nóng quá đi, nóng quá. Alo, Shadow nghe. Shadow hả? Anh Huy nè, cây hoa màng màng của mình sao? Trời ơi, nóng quá, cúp đây. Trời, nóng quá à. Thôi chết rồi, lấy cây hoa màng màng. Làm sao đây? Mẹ ơi, mẹ nhìn nè, mẹ kêu con đặt nó ở ngoài trời để cho nó héo queo luôn rồi. Trời, không lấy một giọt mưa thì tất nhiên là nó phải héo rồi. Nhưng mà mẹ đã nói là thiên nhiên sẽ chăm sóc cho nó kia mà. Con đừng có ở đó mà hỏi mẹ nữa, mà hãy đi hỏi thiên nhiên đó con à. Mình đúng là bất cẩn quá đi. Không thể để cho nó chết như vậy được. Đủ tỉ mỉ và tinh tế để chăm sóc cho cây hoa này đâu. Thôi cô, bạn Shadow đã làm chết cây hoa màng màng của em rồi. Thật sao? Con bé đã làm như vậy à? Đúng là thiếu tinh tế. Mẹ, không đâu, chuyện đó không thể xảy ra được. Hoa màng màng nè, làm ơn đừng có chết trên tay của tao. Nhà cha đu xin nghe đây, ai ở đầu dây vậy? Mình đây. Cây hoa màng màng của mình sao rồi? Dạ xin chào, đây là nhà của cha đu. Là mình anh Huy đây. Dạ xin chào, đây là nhà của cha đu. Tôi biết bạn đã có một cây hoa màng màng, giờ nó sao rồi? Nói cho mình nghe đây. Anh Huy hả? Đủ rồi đó. Cái gì? Sao bạn biết được chứ? Hay lắm, chơi cha đu. Đây là cách bạn muốn chơi đúng không? Mình không còn lựa chọn nào khác. Ngày nào cũng tưới nước mà sao vẫn không cải thiện gì hết. Cái cây này đúng là làm mình bực bội ghê. Tao tưới nước cho mày nên mày phải sống đó. Xin hỏi là ai vậy? Tôi tới để thu tiền sữa. Nhưng mà hôm nay ba mẹ của con đi vắng rồi chú ơi. Chú có thể quay lại. Chào bạn, bạn khỏe không cho cha đưa? Bạn là người đi giao sữa hả? Trời, đừng có nói nhảm như vậy chứ. Mình nhờ chú ấy giúp, vì nếu không bạn đâu có chịu mở cửa cho mình đâu. Vậy bạn tới đây để làm gì vậy? Tất nhiên mình tới để kiểm tra cây hoa màng màng của mình rồi, chứ làm cái gì nữa. Mình vào nhà chút xíu ha. Không được đâu. Thật ra ý của mình là ba mẹ của mình dặn là nếu đang ở nhà một mình thì không được để cho người lạ vào nhà, nhất là người giao sữa đó. Mình không phải là người giao sữa. Sao tự nhiên đổ mưa vậy chứ? Mình lại không có mang theo dù. Thôi nha, mình phải lấy đồ phơi cho mẹ của mình đây. Tạm biệt. Nè, chơi cho đâu. Lần này thoát nạn rồi. Hả?
nó sống lại rồi kìa. Quang Âu, Quang Âu, vui quá. Sao trong suốt kỳ nghỉ mà mưa chỉ có một lần thôi vậy? Trời nóng quá à. Đang mệt mà còn phải đi tưới cây nữa. À nè, Mimi à, em với Barbie có thể đi tưới cây giúp cho chị có được không? Em cũng nóng chứ bộ. Em có thể tưởng tượng như là mình đang chơi nghịch nước vậy đó Mimi. Hả? À, đúng rồi ha. Chúng ta có thể chơi mà đúng không? Đúng đó, mau ra sân đi. Cho này vui quá chừng luôn. Chị có cây xuống nước lớn nhất thế giới. Cho em thử, cho em thử với. Thỉnh thoảng mấy đứa em của mình cũng có ít ghê đó. Bây giờ còn phải tranh thủ làm cho xong đống bài tập về nhà nữa. Chuyện quái quỷ gì vậy nè? Mấy đứa để làm gì vậy hả? Mỗi ngày có tưới nước không vậy? Ngày nào trên nghịch nước tụi em cũng tưới cho nó hết mà. Em nữa, em cũng vậy đó. Vậy thì tại sao cái cây lại chết khô như vậy chứ? Chị không biết đâu. Tại sao lại như vậy chứ? Bây giờ chị mới phải làm sao với nó đây? Chào mừng các em đã quay trở lại lớp học sau một kỳ nghỉ khá dài. Từ ngày mai sẽ bắt đầu học kỳ 2. Các em phải cố gắng hết mình đó nha. Đúng rồi, còn một chuyện này nữa. Các bạn hãy mang cây lên đây cho cô. Hả? Chuyện này không hay chút nào. Những bạn đã mang cây về trong kỳ nghỉ vừa rồi, có ai đem theo cây hay không? Mình nhất định phải nói sự thật với cô giáo. Dù nó có biến thành trò cười cũng mặc kệ. Tốt nhất là mình nên nói ngay bây giờ. Can đảm lên Cha Đu à, phải nhanh nhanh lên mới được. Dạ cô ơi, em muốn nói. À, có chuyện gì hả Duyên Sức? Dạ thưa cô, cái cây mà em mang về đã bị héo và chết rồi. Hả? Có thiệt không vậy? À, cô ơi, cây thảo mộc mà em mang về cũng chết luôn rồi. Hả? Em xin lỗi cô. Cô biết mà, đành chịu thôi. Thời tiết năm nay thực sự quá nóng và khô hạn. Chúng ta không thể làm bất cứ gì để can thiệp vào tự nhiên cả. Thôi được rồi, từ ngày mai các em sẽ bắt đầu vất vả rồi đây. Nhưng hôm nay chúng ta đều sẽ được về nhà sớm, chịu không? À, đúng là giải thoát mà. Các bạn đúng là bạn tốt. Chúng ta sẽ tiếp tục nâng tự dần nhau mãi mãi. Bạn làm cái gì vậy? Shadow, cổ mình đau quá. Nói như vậy là cây hoa màng màng chết rồi có đúng không? Biết ngay là sẽ vậy mà. Tới giờ rồi, cùng chơi nước thôi. Barbie à, cây của chị con chết rồi. Cho nên bây giờ không cần chơi nước nữa đâu. Không được, không được. Con còn muốn chơi nữa mà. Ôi, không hiểu nổi. Mấy đứa nhỏ tưới nước cho cái cây mỗi ngày thì làm sao nó chết được chứ. Cây ơi, hãy uống nhiều nước nha. Barbie à, con tưới cây bằng cái nước đó hả? Con cho nó uống nhiều nước lắm. Ngày nào cũng uống luôn. Cha Đu mà biết cái cây chết thảm vậy chắc nó buồn.사랑은 다가와 눈가에 비친 모습처럼